Tập 33. Từ từ thôi. Sao rồi? Sao rồi? Bụng ta đau. Có phải chị sắp sinh rồi không? Chắc không đâu. Vẫn chưa tới ngày. Ngày gì chứ? Chị biết ngày nào chứ? Chắc vẫn còn một tháng nữa. Chẳng phải họ nói đau là sắp sinh sao? Bây giờ đỡ đau hơn rồi. Mau đỡ ta nằm xuống. Dọa chết khiếp em mất. Chị thực sự không sao chứ? Không sao. Nào, dựa vào. Chu thiếu gia, sao cậu lại đến? Đến chỗ tôi chơi à? Các người đừng kéo tôi có việc. Chu thiếu gia, đến đây. Mở cửa. Ai đó? Tôi, Chu Vĩnh Gia. Mở cửa. Đến đây. Chẳng phải hôm nay là ngày kết hôn của anh sao? Cô cho tôi vào đi. Anh từ từ thôi. Anh sai rồi. Muộn thế này rồi, mau về nhà đi. Tôi có việc, tôi phải hỏi rõ. Cô cho tôi vào. Có chuyện gì hỏi tôi trước đã. Anh hỏi tôi. Tôi hỏi cô, Đơn Dĩ Chân có phải đã từng đánh Bạch Vũ Hòa? Không có. Cô lừa tôi. Cô ấy không chỉ đánh Bạch Vũ Hòa mà còn muốn đuổi hai cô ra khỏi nhà, đúng không? Anh nghe từ đâu vậy? Toàn Bình Thành này đều biết. Cô cho tôi vào. Chu thiếu gia, tránh ra. Chu thiếu gia, anh đừng làm loạn. Chu thiếu gia, Chu thiếu gia. Lưu gia. Cũng vừa hay Lưu gia đến rồi. Tôi hỏi anh, nếu như cô ấy không có ý muốn đuổi hai người ra ngoài, hai người vì sao phải chuyển đến ở chỗ anh Lưu? Tôi, anh Lưu, anh nói có đúng không? Không, không có chuyện đó. Anh cũng lừa tôi. Toàn Bình Thành này đều biết. Chỉ có tôi không biết. Tôi vừa sắp xếp ổn thỏa cho hai người họ. Mẹ tôi và Đơn Dĩ Chân muốn đuổi họ đi. Anh nể mặt hai chúng ta là bạn. Anh nói cho tôi biết, có phải như vậy không? Chu thiếu gia, coi như tôi xin anh đừng làm loạn nữa. Nếu việc này đồn ra ngoài sợ gì? Chu thiếu gia, Đơn Dĩ Chân không sợ mất mặt, tôi còn sợ à? Chu thiếu gia, cô Đơn cho dù là thật hay giả, đều không có quan hệ gì với Mở Động. Chúng ta đừng cãi nhau ở đây nữa. Anh tránh ra. Chu thiếu gia, nghe tôi nói, tôi và Bạch Vũ Hòa liên quan gì tới anh? Tôi không có cơ hội, anh có cơ hội à? Tiểu Xuân, tiểu thư. Vào đi. Tiểu thư, nước nóng đến rồi. Để đó, lui xuống trước đi. Thiếu gia về, ta sẽ hầu hạ anh ấy. Dạ. Chu Vĩnh Gia, cái mà anh có thể cho em hóa ra chỉ là hôn nhân, tình yêu. Anh sớm đã dành cho người phụ nữ khác rồi. Tiểu thư, ta đau bụng. Tiểu thư, chị sao vậy? Có phải ta sắp sinh rồi không? Phải làm sao đây? Tiểu Xuân, Vũ Hòa sao rồi? Các người đừng vào. Các người đừng vào. Tiểu thư, tiểu thư, sao vậy? Tiểu thư, phải làm sao đây? Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Xuân, các người. Vũ Hòa, Vũ Hòa. Tiểu Xuân, tìm bà đỡ. Đừng ngay ra đó, mau đi đi. Dân. Tiểu thư, cố gắng nha. Chu thiếu gia, đừng đứng đó. Mau tới giúp đi. Mau đỡ Vũ Hòa lên giường. Vũ Hòa, cô cố nhịn chút. Tiểu Xuân và bà đỡ sắp tới rồi. Nếu cô đau thì la lên, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tôi không sao. Các người đi đi. Chúng tôi không về. Chúng tôi ở đây cùng cô. Tôi không cần các người ở đây. Các người về đi. Đúng thế, Chu thiếu gia. Nếu anh không có gì thì về trước đi. Tôi khỏe hơn anh. Về mặt này tôi có kinh nghiệm. Lúc này sao có thể đi? Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi có thể ở lại giúp. Anh xem tôi có thể giúp gì. Như vậy đi, nếu anh muốn giúp,
Mau đi nấu một nồi nước lớn. Được. Có ai không? Mở cửa với. Bà ơi, tiểu thư nhà cháu sắp sinh, mời bà đến đỡ đẻ. Không đi, không đi. Bà ơi, bà giúp cháu đi. Cô đừng kéo tôi không đi. Bà ơi, cháu cần bà giúp mà. Ngộ quà khói như vậy tôi không đi. Cô đi đi, bà ơi. Bà ơi, giúp cháu với. Bà ơi. Có ai không? Mở cửa. Có ai không? Bà ơi, tiểu thư nhà cháu sắp sinh rồi. Bà ơi, bà ơi. Anh Lưu, tôi sợ tôi không chịu được nữa rồi. Thật sự tôi đã nghĩ ra tên cho con rồi. Nếu như là con trai thì gọi là Diệu Tổ. Nhưng tôi không biết có cơ hội gặp nó không. Nói với nó. Cô tự miệng nói với con. Cô tự miệng nói với con của cô. Có ai không? Cứu mạng. Cứu mạng. Chuyện gì vậy? Bà ơi, tiểu thư nhà cháu sắp sinh rồi. Không có bà đẻ. Bà ơi, bà ơi. Cháu cầu xin bà giúp tiểu thư đi. Tiểu thư thật sự không đợi được nữa. Bà giúp chị ấy đi. Cô bỏ ra đi. Bà ơi, cháu cầu xin bà. Cháu quỳ bà. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Nơi đó tôi không đi được, không đến được. Cháu cầu xin bà ơi. Cháu cầu xin bà. Bà ơi, bà mở cửa cho cháu với. Nhẫn nhìn một chút, Vũ Hòa. Tiểu Xuân và bà đỡ sắp về rồi. Cô cố nhìn chút, anh Lưu. Nước nấu sôi rồi. Nấu tiếp đi, nước đó phải nấu nhiều lần. Được. Vũ Hòa, Tiểu Xuân đi mời bà đỡ. Sao lâu như vậy rồi bà vẫn chưa về? Vũ Hòa, cô nhất định phải cố chịu. Chu thiếu gia, Đơn Dĩ Chân, cô đừng nói nữa. Cô giữ sức lực lại được không? Đúng đó, Vũ Hòa, cô đừng nói nữa. Cô không giữ sức, đợi tới lúc sinh con rất tốn sức. Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Xuân, người đâu? Bà đỡ đâu? Tôi không tìm được, họ đều không chịu đi. Tôi đi. Chu thiếu gia, lúc này anh đi đâu? Tôi tới Bạch gia, tôi bảo người nhà họ ra mặt. Tìm Bạch Quốc Ký vô ích thôi. Bạch Quốc Ký lúc mượn tôi 200 đồng, anh ta cảm ơn rối rít. Nhưng vừa nãy trong tiệc rượu anh thấy rồi, con người anh ta sáng nắng chiều mưa, không thuốc chữa. Vậy phải làm sao? Các người mau nghĩ cách đi. Lúc này không dựa ai khác, dựa vào chúng ta, dựa vào bản thân thì có ích gì. Anh biết đỡ đẻ không? Đến nhà tôi. Đến nhà anh. Mau lên, dùng sức. Nghe lời tôi, dùng sức. Dùng sức. Dùng sức. Đúng đúng, mau mau. Dùng sức. Đúng, dùng sức tiếp. Dùng sức, nào. Tiểu thư, dùng sức. Dùng sức, dùng sức. Cô như vậy là không được. Tiểu thư, dùng sức. Tôi không đỡ được. Không còn sức, không còn sức, không còn sức. Tôi nói cô biết, cô không được chết ở nhà tôi. Quệ đường nhà tôi không thể mang tội danh một sát hai mạng, cô biết không? Tiếp tục. Dùng sức. Tiểu thư, đúng đúng, dùng sức. Không được, tôi phải vào xem. Chu thiếu gia, đừng gấp. Đừng gấp. Không gấp. Chúng ta không tìm được bà đỡ,
Ngô Ma này có làm được không? Có được hay không cũng không còn cách nào. Ít nhất Ngô Ma cũng có kinh nghiệm đỡ đẻ. Vậy thì tôi yên tâm. Đừng lo. Vũ Hòa mạng cô ấy đủ cứng. Cô ấy nhất định có thể sinh con bình an. Dùng sức. Dùng sức. Ngô Ma, bà mau nghĩ cách đi. Cô như vậy không được đâu. Nghĩ cách gì chứ? Cô biết không, mẹ cô sinh ra cô cũng như vậy đấy. Tôi đã nói với các cô rồi, đàn bà sinh con là chặng đường gian nan nhất. Nếu như cô không sinh được con ra, ai chứng minh đứa con này là của cha nó? Bản thân cô chết cũng đáng. Cô đừng hại đứa bé, có biết không? Đúng đúng, tiểu thư. Cứ như vậy, cứ như vậy. Được nào. Nào, cứ như vậy. Cứ như vậy. Nào, Tiểu Xuân, mau gọi Tiểu Nguyệt mang nước nóng lên. Mau đi đi. Tiểu thư, chị đợi nhé. Mau đi đi. Đi đi. Nào nào, làm lại. Dùng sức. Tốt tốt, sắp ra rồi. Dùng sức. Dùng sức. Tốt. Dùng sức. Nước nóng. Tiểu Xuân, sao rồi? Anh đừng ngăn tôi. Sao rồi? Nước nóng. Tiểu Xuân, Tiểu Nguyệt, mau lên. Bên trong sao rồi? Chu thiếu gia, tôi nói hai cậu cứ đợi ở bên ngoài, không được vào. Nước nóng. Mau đi đi, nhanh lên. Nước nóng. Mau, đưa tôi. Đóng cửa. Đóng cửa lại. Mau lên, mau lên. Anh nói tôi gấp. Anh còn gấp hơn tôi. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Chúng ta nhẫn nại đợi chút. Anh không biết, đàn bà sinh con, thử thách này đứng giữa sống và chết. Một nửa người nằm ở quỷ môn quan. Vậy ban đầu sao anh còn để vợ anh sinh con? Tôi, ngày nào đó anh làm cha anh sẽ hiểu. Tôi sẽ không đâu. Anh làm gì thế? Đây là nhà tôi. Nhà anh cũng không được vào. Hai chúng ta không phải cha. Ai cũng không được vào. Được được được. Đến mà xem con thông minh thế nào đi. Để mẹ nhìn, nhìn thử. Ngô Ma, bà đưa tôi. Nhìn đi, nhìn đi. Mới sinh ra đã biết thông minh thế nào rồi. Đương nhiên rồi. Nó thấy con đường trong trên như vậy, nó không sinh ra giữa đường. Nó còn biết thông thả thông dong, sinh ở cái nhà to. Còn biết chọn giờ, trời vừa sáng. Nhìn thấy mặt trời là nó lọt lòng. Nam thuộc dương, lúc sinh được nhìn thấy mặt trời là mệnh quý. Diệu tổ. Diệu tổ. Cô đừng khóc. Ở cử không được rơi nước mắt. Đừng khóc. Đến đây. Nước nóng đến đây. Ngô Ma. Ngô Ma. Hét gì mà hét. Đến đây. Tôi nấu nước rồi, có dùng không? Đúng vậy. Tôi nói hai cậu nghe, liên quan gì đến các cậu? Cũng chẳng phải con các người. Nhưng tôi có duyên với đứa trẻ này. Tôi cứu mạng nó. Mẹ tròn con vuông. Đứa trẻ này sinh ra ở nhà tôi. Không thể nào nói hết lời cảm ơn. Hay lắm mà, hai người đàn ông này. Sao cô lại ra đây? Vũ Hòa, sao cô lại ra? Tôi thay tiểu thư nhà tôi khấu tạ ba vị ân nhân. Đừng đừng đừng. Vừa sinh con xong, chân cô vẫn không thể đứng vững. Tiểu Xuân, mau đỡ mạng chủ vào. Tôi muốn cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi, thu nhận tôi. Cảm ơn Ngô Ma không chê tôi, đỡ đẻ cho tôi. Khóc gì mà khóc, đừng có khóc. Ở cử không được rơi nước mắt. Nếu bị bệnh phải làm sao? Đúng đó. Cô xem, sinh con ra rồi, đây là chuyện vui. Đúng, khóc gì mà khóc. Tôi nói hai các cậu, đứa bé bình an sinh ra là chuyện vui. Hai các cậu đừng gây nhiễu. Chu thiếu gia, anh vất vả rồi. Xe tôi đã gọi cho anh rồi. Sư phụ, đưa chu thiếu gia về nhà an toàn. Đi đường cẩn thận. Dân, chu thiếu gia, tôi không tiện, đi đường cẩn thận. Anh Huệ Đường, anh cũng gấp gáp quá rồi đó. Tôi về, Ngô Ma cũng không cho anh vào đâu. Cho dù thấp thỏm ở trước cửa, trong lòng cũng vui đúng không? Hay là về vội vàng nói chút đồ bổ cho cô ấy. Trong lòng anh chỉ có cô ấy, đến bạn bè cũng không quan tâm, như vậy cũng không được đâu. Anh tỉnh rượu thật rồi. Anh chỉnh đốn người khác cũng thật, thừa nhận cũng không sao. Dù sao, có thể an bình sinh con, đây là chuyện vui. Đúng thế. Chu thiếu gia,
Nhưng anh cũng đừng quên, hôm nay là ngày đầu tiên anh kết hôn, không ở động phòng qua chút. Ngày đầu này cũng không thể, ngày đầu tiên không ở nhà, chẳng phải càng không sao sao? Cô ấy cũng không đến nỗi nào, chỉ là tính cách hơi ngang bướng. Anh phải bao dung một chút. Tôi biết rồi. Vậy được, anh vào làm đi. Tôi đi trước đây. Được. Đi đường cẩn thận. Chồng con đâu? Đêm tân hôn cũng không giữ được nó. Dạ, con dâu vô dụng. Nếu còn tiếp tục vô dụng như vậy, Chu gia sẽ tuyệt khẩu mất. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Mẹ uống trà trước đi. Uống trà gì chứ? Tức chết mất thôi. Uống trà gì chứ? Mẹ, mẹ làm gì thế? Ngày đầu kết hôn đã lập quy tắc với con dâu. Ra ngoài à? Hôm qua con đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi dạo. Đêm tân hôn ra ngoài đi dạo. Ít nhất cũng phải nghĩ cho vợ con chứ. Con có quen cô ấy không? Con nói lời khốn nạn gì vậy? Con thật sự không quen mẹ à? Con thấy trước đây con quen cô ấy. Nhưng bây giờ, sau khi con biết nhiều chuyện, con phát hiện người trước mặt một đằng, người sau lưng một nẻo, trông giống y mặt mũi. Nó đi dạy dỗ Bạch Vũ Hòa, đuổi cô ta ra khỏi ngõ kỹ nữ. Điều là gì mẹ con biết không? Vậy sao con không mắng mẹ luôn đây này? Mẹ, mẹ giống y như cô ta. Mẹ cũng rất dũng cảm. Ít nhất từ đầu tới cuối không thích Bạch Vũ Hòa. Mặt này xuyên suốt từ đầu tới cuối. Cẩn thận, mẹ đánh con bây giờ. Mẹ như vậy đó. Mẹ trước nay thẳng thắn. Cả thành này ai chẳng ghét Bạch Vũ Hòa. Không nói với các người nữa. Con đi vào phòng ngủ chút. À quên, nói với mọi người, Bạch Vũ Hòa sinh rồi, sinh con trai. Sao con biết? Con trong nôm cô ấy sinh. Một tối con xách mấy chục thùng nước. Mẹ nhìn tay con này, bị chai hết cả tay đây. Chu Vĩnh Gia, đêm tân hôn anh ở cùng Bạch Vũ Hòa sinh con. Đúng, sinh một bụng to đùng. Con, mẹ cũng không nhìn thấy cánh tay của nó, cái chân của nó, mập mập. Con dâu, con làm gì vậy? Đại thiếu gia, mở chủ. Đại thiếu gia, mở chủ. Chuyện gì? Vừa nãy Lưu gia, Lưu Huệ Đường đến báo hỷ, nói tiểu thư Vũ Hòa sinh rồi. Xin một tiểu thiếu gia. Người đâu? Đi rồi ạ. Sao cô không mời cậu ấy vào? Trước đây chẳng phải cậu dặn nói ai có quan hệ với tiểu thư Vũ Hòa đều không được vào sao? Tôi đánh cô bây giờ. Chẳng có tí đầu óc nào. Bích Ngọc, cô lui xuống đi. Dạ. Lưu Huệ Đường là người ngoài, anh có cần thiết phải thế không? Em biết nó tiễn ai đi không? Ông thần tài đó. Ông thần tài hiện giờ là con trai của Bạch Vũ Hòa. 200 mẫu đất chắc chắn nó ôm vào mình không chịu bỏ ra, giữ lại cho con nó. Lưu Huệ Đường mới là ông thần tài của chúng ta. Em hiểu gì chứ? Thiệu Hoa nhìn thấy con trai anh ấy thì tốt biết mấy. Sao lại không nhìn thấy chứ? Chẳng phải chị đã nói cô gia ở trên trời chuyện gì cũng biết. Đúng, Thiệu Hoa chắc chắn nhìn thấy. Tiểu thư, chị đừng đau lòng. Nếu ở cử mà tâm trạng không tốt sẽ hại sức khỏe lắm. Lát nữa Ngô Ma nhìn thấy sẽ mắng em đấy. Các em không hầu hạ chị chu đáo. Ân tình của mọi người làm sao ta trả đây? Chị không được nghĩ nhiều, vẫn còn ở cử. Ta đã nghĩ kỹ, sau này chúng ta phải sống thật tốt. Chỉ cần chúng ta ngày càng tốt hơn mới có thể báo đáp được ân tình của họ. Em biết rồi. Em gái,
Em ơi, anh và chị dâu đến thăm em. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân mở cửa. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân mở cửa. Đừng gõ nữa. Chắc chắn là tức giận, nó không mở cửa đâu. Không đến nổi chứ. Có phải lại xảy ra chuyện gì không? Em nói xem, vừa sinh xong con có thể đi đâu chứ? Đều trách anh. Anh biết Lưu Huệ Đường đứng sau chống lưng cho Bạch Vũ Hòa. Tiệc rượu tối qua anh cũng không ngồi cùng bàn với anh ta, chỉ biết ăn uống. Không, hôm qua những người có máu mặt đều ở đó. Người thương hội đều có mặt. Em cũng biết quan hệ lợi hại đó. Quan hệ lợi hại đó anh cũng không phân biệt rõ. Anh nói thương hội, ai sẽ rút tiền túi ra cho anh chứ? Thật là. Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em à, Vũ Hòa, điều gì anh không tốt, Vũ Hòa, Vũ Hòa, không phải là chạy đi với tên họ Lưu kia chứ? Không đâu, Vũ Hòa. Bà Đổng, mau mau mau, bên này. Vũ Hòa, mợ chủ, mợ, mợ, người đâu rồi? Không có ai. Đây là Bạch Phủ. Chúng ta tới muộn rồi. Được rồi, được rồi. Đừng giấu con dâu và cháu trai tôi nữa. Mau giao ra đây. Ai giấu con dâu và cháu trai bà? Nếu các người không biết, sao các người lại hầm canh này? Tôi ngửi một chút, là đương quy, cẩu kỷ. Canh này đích thực là chúng tôi lấy. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng mà... Được, đừng nhưng nữa. Mau giao con dâu và cháu tôi ra đây. Bà, bà chủ, nhà ai ôm cháu đây? Bà chủ Đổng gia, nghe giọng này cũng ghê gớm nhỉ. Sức khỏe tốt rồi à? Được rồi, tôi không phí sức ở đây nói chuyện tào lao với các người. Mau lên, giao con dâu và cháu tôi ra đây. Ai? Con dâu và cháu trai. Ai? Cháu tôi. Bà chủ của tôi nói là ai? Bạch Vũ Hòa. Tôi hỏi anh là ai? Tôi là... Cút ra một bên. Cành củi kéo xe, làm gì tới lượt anh nói. Bà Đổng à, tôi hỏi là ai là con dâu cháu trai của bà? Bạch, bà đừng nói với tôi là Bạch Vũ Hòa. Bà không nhận Bạch Vũ Hòa, bị Đổng gia đuổi đi rồi. Đúng, Bạch gia cũng không nhận. Hai nhà Đổng Bạch đều bỏ rơi. Đúng, 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 đúng. Bạch gia lạnh lùng nhất. Nhà mẹ đẻ đến cửa cũng không mở. Nhưng Đổng gia thì sao? Lại nịnh hót như vậy. Đuổi người ta trước rồi lại nhòm ngó 200 mẫu đất, lại về nhận nghiệt chủng. Nhà mẹ đẻ lạnh lùng, nhà mẹ chồng bỡ đỡ. Bà đừng nói chuyện hôn sự này. Thật sự là môn đăng hộ đối, xứng đôi. Em dâu, em nói gì thế? Chị thấy em điên rồi. Em không điên chút nào. Nếu như em là Bạch Vũ Hòa, em cũng ngồi lặng đến cùng. Lão gia, hay là chúng ta vào? Càng kéo càng xa. Cô ta ở đây đấy. Chắc chắn là ở đây. Tôi đã nói với cậu mà. Hai người hòa hợp rồi à? Người phụ nữ ngang ngược này, cẩn thận tôi xé mầm cô. Thôi thôi thôi, bà đó, chiêu này không diễn qua mắt tôi được. Dài giáo gì vậy chứ? Thật là. Nói ít thôi. Mau giao con dâu và cháu trai tôi ra. Tôi không giao. Cô, bà Đổng, nếu bà tìm Bạch Vũ Hòa, phiền bà nói giúp. Nói là Bạch gia cũng đang tìm nó. Thật là tức chết tôi mất. Nhìn cô ấy xem, nhìn tính cô ấy xem.
như kiểu tự Phụng Linh làm chủ cái nhà này. Đúng đó. Em nói Bạch Gia từ lúc nào đến lượt quấy nói, chẳng có phép tắc gì cả. Lúc nào? Chính là từ lúc Bạch Quốc Trí anh mất chức phó hội trưởng, mắc nhiều nợ như vậy. Anh nói như vậy chẳng phải để giúp em sao? Giúp em? Anh nhìn kỹ lại cho em đi. Bạch Vũ Hòa sinh con trai, chẳng thấy người đâu. Lại để hai người đó tìm cơ hội đứng lên nói. Con dâu hai. Cha. Được. Bây giờ con có dáng vẻ của chị dâu rồi đó. Cha. Cha nghe hết rồi à? Cha. Cha cũng biết là em Vũ Hòa ở đâu. Ta không biết. Ta đoán được. Con nghĩ ai đến báo tin? Chẳng trách cha nói chắc như vậy. Lưu tiên sinh này sẽ không bạc đãi Vũ Hòa đâu. Phụng Linh, con lại đây, ngồi, ngồi đi. Lúc Vũ Hòa vừa sinh, ta đã mời một cao nhân đến xem bát tự cho nó. Vị cao nhân đó vừa nhìn đã nói, đứa trẻ này không dựa vào người thân, cả đời không quý nhân. Lúc đó ta cũng ngạc nhiên như con, y như bây giờ vậy. Cao nhân đó còn nói, nói là đứa bé này không có quý nhân, nhưng nó là quý nhân của người khác. Nó không dựa vào người, nó dựa vào trời. Vũ Hòa được trời nuôi, ông trời thương nó. Ngô Ma, bà mau xem, nước này đủ nóng rồi chứ? Cũng được. Tiểu Xuân, tôi nói cô nghe, hầu hạ người ở cữ không thể qua loa. Đàn bà ở cữ rất dễ bị lạnh, sẽ khổ cả đời. Tôi biết rồi, được, tôi vào đây, đi đi. Ngô Ma, bà nói có trùng hợp không? Tôi vừa ra ngoài quán, đã gặp một con cá. Con cá vừa mổ xong, cứ cầu xin tôi mua một con. Tôi không cần, ông ấy cứ dúi cho. Bà xem, con cá này tươi như vậy, chúng ta nấu canh đi. Nào, Ngô Ma, Ngô Ma, đến rồi à? Cá tươi, cá tươi. Lưu Gia về rồi à? Tôi đã nói rồi mà, Ngô Ma dặn tôi đưa cá. Ngô Ma, còn cần con cá này không? Có. Sao lại không cần? Gần đây Huệ Đường nhà chúng tôi cần bồi bổ. Sao lại không cần chứ? Cậu đem hai con cá này vào chân cá trong bếp nuôi. Đúng, đi đi, được. Tôi nói cậu đó. Cậu muốn lừa người ngoài thì còn được, còn muốn lừa tôi còn lâu. Từ nhỏ tới lớn cậu làm chuyện gì, cậu còn lừa được tôi không? Không phải. Tôi chỉ muốn người phụ nữ ban đầu Minh Nguyên cậu nhớ được tốt nhất. Tiểu thư, Lưu Gia tốt thật. Đúng vậy, họ đều là người tốt. Đơn gia phái người đến đón Dĩ Chân về đã 2 giờ rồi, làm sao đây? Con phải nghĩ cách đi. Vậy thì không về. Không về. 3 ngày tân hôn bắt buộc phải về. Phong tục cưới này là quy tắc, con có hiểu không? Vậy thì về. Về làm sao đây? Cổ nó vết thương còn chưa lành, cho nên nói là bị thương không về được. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài lớn chuyện đó, người ta sẽ nói thế nào chứ? Nói Chu gia chúng ta cay nghiệt, ngay ngày tân hôn đã ép con dâu mới tự sát. Ai ép cô ta tự sát chứ? Đón cả ngày rồi, sao mà vẫn chưa về? Không nhanh vậy đâu, cần phải tắm rửa trang điểm nữa. Về nhà cha mẹ đẻ thì cần gì phải như vậy? Về nhà lần đầu cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Nói như kiểu con có kinh nghiệm rồi đấy. Cái này thì con không có. Chắc không phải có chuyện gì rồi chứ? Cha yên tâm đi, đã kết hôn rồi. Ta vẫn nhớ buổi tiệc hỷ hôm đó. Vĩnh Gia, hôm tiệc hỷ là Vĩnh Gia uống nhiều. Cậu ấy cười to nhất, vui tươi hớn hở. Ta thấy chưa chắc, nhìn mặt nó không vui, cười gượng. Cha nghĩ nhiều rồi, mong là vậy. Dĩ Chân thực sự lên nhà thiếu phu nhân dạy dỗ cô ấy à? Cha xem cha kìa, vừa nói xong cha lại nghĩ rồi. Nếu như là thật thì Dĩ Chân không đúng, thiếu phu nhân không sai. Cho dù nó thực sự mạo phạm thiếu phu nhân, chúng ta cũng phải hướng về nó. Dù sao thì cũng phải nghiêng về người thân chứ. Có lỗi với thiếu phu nhân. Vậy việc đã như vậy rồi, không còn cách nào khác. Bây giờ hạnh phúc của Dĩ Chân quan trọng nhất. Cha hứa với con, việc này chúng ta đừng nhắc đến nữa. Tôi nghĩ cô còn không dậy được chứ. Sau này phải làm sao đây? Nếu có thể đứng dậy đi nước cờ rồi, vết thương cũng đỡ nhiều rồi nhỉ? Chắc là đỡ rồi. Cô làm gì thế? Không sao, tôi không đau. Chỗ đó tôi đứt 2-3 lần rồi. Chỉ có lần đầu tiên tôi còn thấy đau, sau đó không còn cảm giác. Cô điên rồi à? Tôi vừa xé vết thương vừa nghĩ những lời trước đây anh từng nói. Nhưng không phải nói với tôi, mà nói với Bạch Vũ Hòa. Anh nói chỉ cần tôi dám, người khác không sợ nữa. Bây giờ tôi thấy những lời này anh nói rất tốt, rất đúng. Nếu đến cả chết tôi cũng dám. Vậy người khác không sợ nữa. Tôi cũng muốn lấy ít muối cho lên chỗ vết thương một chút, nhưng lại sợ ra tay quá nặng, quên cảm giác. Vĩnh Gia, anh nói tôi nên làm thế nào? Không sao, đừng sợ, đừng sợ. Nếu bộ dạng này anh để người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ cười anh sao? Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Của anh, cầm đi. Hai người thật sự quay về rồi. Anh và cha đợi cả ngày. Được rồi, các người làm gì thì làm đi. Đi đi, tản ra đi. Lát nữa ai cũng có mà. Đi đi, cha. Về rồi à? Con rể, về sớm không bằng về kịp. Chuẩn bị một bàn thức ăn đợi các con kìa. Đi vào ăn cơm. Ngồi đi. Người một nhà, đừng khách sáo. Mới sáng sớm đã đi đón, sao bây giờ mới về? Là mẹ chồng không nỡ cho bọn con về. Bà thông gia tốt thật, chắc mệt lắm đúng không? Vĩnh Gia, cha hỏi anh kìa. Đều khỏe à? Mẹ chồng còn bảo bọn con hỏi thăm cha. À Vĩnh Gia, trước khi đi chẳng phải mẹ bảo chúng ta mang mấy sữa ngoại sang cho cha sao? Sao anh quên rồi? Anh biết ngay mà.
Người này kết hôn rồi mới biết ngốc, không biết gì. Đàn ông đàn an mà, biết mấy chuyện nhập cảnh đó làm gì. Đúng, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm. Em rể cũng không biết mấy món này có hợp khẩu vị em không. Mà ăn thử đi. Anh ấy không kén ăn, cho gì ăn nấy. Con rể mới, nè, ăn cá đi. Như cá gặp nước. Để con. Con biết. Bản thân không biết nhặt xương, lười lắm. Vĩnh Gia, anh không kính rượu cha à? Chẳng lẽ để cha kính anh? Đúng. Nào, cha, con kính cha. Ừ, nào. Còn cả anh nữa. Không cần đâu, chúng ta kính nhau. Anh, em kính anh. Vĩnh Gia, anh thả lỏng một chút, đừng uống nhiều. Đã bắt đầu quản rồi đây. Cha, Vĩnh Gia thật sự không uống được rượu. Không sao, tủ lượng Vĩnh Gia tốt. Hôm tiệc hỷ chẳng phải nó. Đúng, anh ấy uống rất tốt. Nhưng cha không biết, sau khi về, khắp người đều là nốt đỏ. Đến cả gót chân cũng có một đỏ. Dĩ Chân à. Nào, anh hai kính em. Cảm ơn anh. Cổ em sao vậy? Em không cẩn thận đụng trúng. Sao có thể chứ? Sao có thể bị thương ở cổ? Không có. Nào, để anh xem. Không sao. Được rồi, tên nhóc này, đừng hỏi nữa. Con rể này, con phải biết thương hoa tiếc ngọc. Đừng dọa vợ con chạy mất nhé. Cha à. Cha yên tâm. Vợ này đuổi cũng không đuổi được. Xét đánh không sao. Được. Hay cho câu xét đánh không sao. Thiên trường địa cửu. Địa cửu thiên trường. Nào, uống một ly. Cạn. Thật là người tính không bằng trời tính. Vở kịch này cô định diễn tới bao giờ? Cả đời. Bách niên giai lão là không diễn được nữa. Phim giả tình thật. Diễn nữa diễn mãi cũng thành thật. Cô thực sự cho rằng tôi nói vở kịch vợ chồng này à? Tôi nói là vở kịch tự sát của cô kìa. Cô còn muốn diễn tới lúc nào? Vĩnh Gia, xem ra em vẫn chưa khiến anh hiểu ra. Anh thật sự nghĩ rằng em đang diễn à? Em thật sự đã nghĩ tới cái chết. Bớt dọa người khác đi. Xem phải dọa anh chứ. Sẽ có một ngày em chết thật. Dĩ Chân à, cô điên rồi. Hơn nữa điên cũng không nhẹ. Không sai, không hề nhẹ. Từ khi 4 tuổi, em đã không có cha mẹ. Từ nhỏ đã lê lết đầu đường ăn xin với anh em. Lúc đói sắp chết, đến con rận trên người cũng bắt để ăn. Chỉ có anh em coi em như báo vật. Kỹ diện đưa ra một đống tiền, cũng không chịu bán em. Anh nói anh ấy có ngốc không? Em nói anh nghe một bí mật. Thực ra em sớm đã không còn trinh tiết rồi. Hình như năm 20 tuổi, em dâng hiến bản thân cho một người, hai người, ba người, sáu người. Không đúng, năm người. Một đám đàn ông năm người.
Em nhớ là em đổi lấy 5 cái bánh bao lớn để chống đỡ cho em. Nói láo, nói bậy. Sao em phải nói dối chứ? Sao vậy? Không chấp nhận nổi à? Còn nói bản thân được học bên nước ngoài, xem ra vẫn còn phong kiến như vậy. Sao cô nói với tôi những điều này? Bởi vì em kết hôn rồi, em không còn là cô nhi ăn xin gian đường nữa, cũng không còn là nghĩa nữ của thập bát toàn ai gặp cũng mắng. Em là Chu phu nhân. Cô thật là đồ ngốc. Sao anh lại tức giận chứ? Em nói với anh có thể không nhận em, có thể cả đời không động vào em. Em tâm trạng tốt cũng không đáp lại anh. Tâm trạng không tốt, cái chết nào em cũng nghĩ ra. Treo cổ, nhảy giếng, uống thuốc độc, chết cách nào cũng được. Dù sao thì năm 4 tuổi em cũng chết mấy lần rồi, cũng không sợ. Nhưng chỉ cần em còn hơi thở, em chính là Chu phu nhân. Vị trí của em đố ai dám động vào. Hiểu chưa?